phải Tết âm lịch rồi, Tết Quý Mão. Chợ Vĩnh Long. Em đang ở khu vực chợ Vĩnh Long, vừa đi vừa quay phim cho cả nhà nhé. Bạn cameraman sẽ quay cho cả nhà mình cùng xem. Do không có gắn lên được xe thì cứ quay vậy thôi, chạy tới đâu quay tới đó cả nhà ha. Cũng lâu rồi cũng quên cái tên đường rồi, nhưng mà biết đường để đi vòng quanh. Đây là khu vực này, ngay gần bến xe Vĩnh Long đây cả nhà. Bên kia là những ngân hàng Agribank này. Rồi đây là phía bên này là bến xe Vĩnh Long, là bên trái là bến xe Vĩnh Long. Không quay được. Rồi thì nãy là mới trong chợ vậy ra, em sẽ chạy một vòng khu vực chợ Bông cũng như là đi vòng hết, quay hết cho cả nhà xem. À, quay lại khu dưa hấu à? Em thích. Rồi để ok, thẻ theo yêu cầu để quay lại khu vực dưa hấu nha. Bán dưa hấu luôn. Xong rồi. Rồi đây là để em rẽ qua. Nói chung là tên đường em ở đây lâu lắm, không biết đường Hưng Đạo Vương. Chỉ biết đường đi thôi. Trước Vĩnh Long nó nhỏ quá, cũng ít để ý tới tên đường nữa. Hồi đó mình còn nhỏ, giờ mình lớn rồi. Lớn rồi. Thì khu vực này là khu vực đất Khánh Tây á. À, công viên hả? Công viên nè. Rồi bây giờ để rẽ trái qua khu vực bán dưa hấu nha. Khu vực này là bán dưa hấu chỗ trường Lưu Văn Liệt á, là chỗ này là bán nhiều. Ôi, chợ Vĩnh Long. Đúng rồi, hôm nay có camera men quay là bao đẹp luôn. Em có thời lượng quay còn bao nhiêu phút à? Em không biết coi. 15 phút. Hả? 15 phút. 15 phút à? Ok, giờ để phải xóa bớt video. Đây, chỗ điện máy khai trí nè. Nó to đùng luôn. Trời ơi, nguyên một cái gian hàng to vật vã vậy chứ. Trung tâm thương mại khai trí luôn. Vàng trực nổi bật á. Dưa hấu nè. Em có một niềm đam mê với dưa hấu lắm. Ồ, để tí anh chạy qua con đường đấy, anh vòng qua nha. Ôi ơi. Đây, khu vực này là lúc em còn nhỏ là cũng đây là cứ mua dưa hấu rồi cứ chạy xuống khu vực chợ này, là dọc cái con đường này là bán nhiều dưa hấu nhất. Đường đây Hoàng Thái Hiếu nha, phường 1, Vĩnh Long, bên là trường Lưu Văn Liệt á. Đó, cứ khu vực này nè. Dưa hấu xuống là có từng kiểu. Dưa hấu ở đây là ôi, có dưa hấu không hạt ngon kìa. Nhiều kiểu, nhiều 20.000 ký ghi giá luôn kìa. Có giá luôn, 20.000 một ký luôn. Khu vực này khu vực chợ nha. Đó, rồi vòng qua khu vực này là khu vực bán dưa hấu. Không hạt, đỏ luôn kìa. Ai người ta khác chữ lên à. Chắc rồi, yên tâm. Trụ ngón tay đi dựng vững lắm. Đó, nguyên dãy này chỉ là dưa hấu chia khu ra cả nhà. Ôi ôi, quá trời. Xíu mua đi anh. Được không? Được. Được, rõ mà, quá chừng dưa hấu luôn. Thôi anh không thích ăn dưa hấu. Em thích mà. Đừng ngửi con trỗi nè. Trời, chứ dưa hấu bự chưa? Anh không thích. Dưa hấu gì? Quê Tiểu Hắc Long, không hạ. Đó, rồi, khu vực này bán dưa hấu là chỉ có như đây là đủ mua rồi đó, đủ mua về nhà ăn rồi đó. Xíu mua chân, cái này là chân đẹp mặt trời đỏ. Chân thì ăn gì cũng tròn, dưa hấu tròn mà. Chứ quanh hàng rào của trường Lưu Văn Liệt. Lưu Văn Liệt là bao đã. Ôi, dưa vàng nữa nè. Rồi bây giờ em sẽ đi qua cái hướng chợ Bông đây. Đẹp quá. Chợ Bông. Chợ Bông à. Bờ sông á hả? Không, chợ vô ông. Đó, dưa hấu á, quay hết khu vực bán dưa hấu chứ. Nắng qua che lại rồi. Quay lên là nhìn ngứa ngước lên tí. Quay xuống đường nhiều quá. 20.000 một ký. Giá luôn. Rồi. Đây, ở đây dùng cọ quét lên nè. Viết chữ lên nè. Trang trí. Ông Hà là viết chữ màu vàng kìa nè, nó bền. Em thấy khắc nó dễ bị hư dưa hấu quá. Khắc thì nó chưng được mấy ngày á. Nắng quá, bà con mình che bớt lại nè. Yeah. Đó, dán hoặc là xịt keo đồ lên nó lấp lánh cũng được rồi ha. Cái cọ quét lên chữ gì nè, chữ gì nè, chữ gì á. Phước lộc rồi hí thôi. À, Thịnh Vượng. Sao rồi để em chạy qua cái hướng thẳng qua bên này luôn. Trời ơi. Qua tiệm vàng mua vàng. Qua tiệm vàng luôn, mua vàng luôn. Vàng Từ Minh. Từ Minh, những doanh nghiệp rất là lớn của Vĩnh Long. Những nhà thầy chợ, cây mai của họ. Đây nhà lòng chợ này, Hưng Long, Từ Minh ở dưới đây nữa nè, hai ba tiệm luôn. Ở đây không có gì ngoài điều kiện
Vì dầu gom hết vô đây ở bán kinh doanh buôn bán ngoại tệ này nè. Ba hoàng từ minh tạo vật này. Khu vực này là khu nhà tiệm vàng hả? Đúng rồi, Tân Văn Minh đồ này cái ha. Rồi, để em rẽ về hướng khu vực này mình sẽ đi qua chợ bông nha. Ừ, đi chợ bông về đó từ nhỏ là cũng trái cây. Đó, khu vực trái cây chân Tết. Ngày Tết thì là trái cây chân Tết, còn những ngày thường thì trái cây ăn ở đây. Bưởi. Trời sợ hết bưởi. Ờ, vô sữa kìa. Còn mấy phút nữa? Còn 15 phút nữa 15 mà phút nữa. Dạ đúng rồi, okay. Còn 10 phút nữa. Thôi, trái vô sữa to đùng luôn. Chỗ này lúc trước là gì sao đọc tôi quên đó rồi ha. Xây gì á. Quay lên đường em. Tuyển đồ ăn cameraman đỉnh của chóp luôn, đâu dám nó động luôn ha. Bắt đầu rồi đó. Đây khu vực đồ trang trí nha, này là khu chỗ nhà văn hóa này, khu vực này nhà văn hóa, trung tâm văn hóa này, đây chuyên mấy cái đồ trang trí, đồ gắn lên cây đồ này khác này. Đây trung tâm văn hóa này, ở trung tâm văn hóa đây, vừa đây lâu lắm rồi. Xưa em nhỏ dưới đây thì nó vắng. Rồi cái bên này là bảo tàng, bảo tàng Vĩnh Long. Rồi cái bên này quay thẳng lên ha, lên trước đó cho mọi người nhìn rõ. Đây là đường Hưng Đạo Vương, phường 1 Vĩnh Long á. Thì thành phố Vĩnh Long trung tâm vẫn là khu vực phường 1, bây giờ có số khu vực mới giống như là phường 4 rồi phường 8 thì cũng một số khu mở ra, nhưng mà vẫn là trung tâm chợ bông rồi khác vẫn ngay bờ kè sông Tiền là Hòa Giấy. Trung tâm hết rồi. Hòa Giấy đây nhà máy nước nha. Để em quẹo phải về hướng cái bến phà đi qua An Bình nha. Bờ kè Vĩnh Long thì làm đẹp lắm. Ốp đá rồi inox đẹp đẹp. Đây là bến phà đi qua bên Cù Lao An Bình nè. Bông Giấy nè. Nhiều quá chừng luôn. Nhiều quá trời nhiều ha. Sương. Tối hồi tối thấy cái hoa gì? Tối mà đây nè, hoa nhà hoa ngoài ở đây. Ờ, cái này không biết hoa gì á. Rồi, chắc bạn bấm nút dừng á, có hai cái sọc sọc á nên mình. Rồi ok. Em mới quay đầu xe xong thì bây giờ đi ngược là cái hướng, là hướng này là thẳng đi ra cầu cái cá. Nhớ chính xác cầu cái cá. Đó thì đây là bến phà An Bình này, phà đi qua bên An Bình nè cả nhà. À, Cù Lao An Bình bên đó đó. Cũng lâu rồi cũng quên một số tên đường, nhưng mà nói chung là tuổi thơ ở đây mà. Đây khu vực này bờ kè nha, bờ kè sông Tiền. Chợ Hoa hôm qua chưa đi hết nè, đi xuống cầu cái cá luôn, xong rồi quay ngược lên cái đường Lý Thái Tổ á, đi qua cầu cầu Lộc luôn. Đây bên trái mình cả nhà nha, bên trái này cả nhà, đó là khu vực quảng trường Vĩnh Long á. Đó, đường dọc này là quảng trường Vĩnh Long. Mọi năm á là nó có hoa là coi như là dọc cái bờ kè này luôn nè. Bây giờ hết rồi, người ta không có trưng bày hoa bên đó, người ta trưng bày phía bên trái này thôi, phía bên quảng trường thôi. Bên này lúc trước là bờ kè này đầy bông đúng không? Từ dưới kia lên là ngon. Đây nè, hôm nay rất là ít cả nhà ha, hết rồi đó. Chợ hoa chỉ có chút xíu ở đây thôi là hết rồi. Bình thường là dọc ở bên bờ kè. Cái tàu này chạy được không anh? Không, tàu đứng im mà. Cà phê ăn sáng hả? Cà phê ăn sáng. Hết rồi, hết hoa. Hết rồi đó, thì giờ em sẵn quay luôn nha. Đây công viên sông Tiền nè. Đây công viên sông Tiền. Ồ, có đường ở dưới dọc con ở dưới bờ sông luôn. Đây, ồ chợ hoa người ta rải rác. À, chợ hoa chụp bờ sông kìa. Ủa đi đường nào qua ta? Quẹo. Đây, không quẹo đại đi luôn nha. Gặp bờ sông á, năm mai. Vậy là mình không biết rồi cả nhà, em sẽ quẹo vô đây. Này, em quẹo xuống bờ sông mình luôn. Cái bờ sông này là phía dưới khu vực của công viên sông Tiền. À, người ta dời xuống đây. Xin lỗi cả nhà, không biết. Nó đẹp bực thôi. Ồ, nó có ở dưới này nữa mà mình không biết.
đi được 1 triệu 2 triệu không biết nữa, không có vẻ là... mai dưới đây nhiều lắm, ui dưới đây mới nhiều rồi cả nhà ơi. Nãy em nhầm mà em tưởng nó cái mai khủng à, mình này mai khủng. Sao mà sống được trời? Không biết nữa, người ta nhổ từ người ta em bứng lên đây người ta quá dữ luôn, tưới nước sông dưới lên là phà phà luôn nè. Ồ. Quá đẹp ở đây, dưới mai dưới này nó mới dữ nè. Ồ. Nhiều lắm. Đấy, ngoài này bây giờ. Quay bên này. Được rồi, em quay mà cứ lo lắng quá à. Không thấy thấy gần không, đến quay bên này nha. Lái xe làm sao quay được. Ồ. Trong lái xe đi. Đây là chạy ra cầu lầu luôn rồi. Hay ta. Không biết. Dưới này mới nhiều cả nhà ơi. Mày ghép. Ừ, trời ơi nụ quá trời nụ luôn. Này lúc 12 giờ mấy trưa rồi. Còn 4 phút nữa nha. Ừ, 4 phút nữa hả? Hết tự nhớ. Rồi ok, còn 4 phút nữa để quay hát bộ nhớ rồi. Thôi chứ sao vậy? Vậy đang là xóa bớt. Rồi thì đến xóa video clip thì sao quay tiếp. Thôi mấy cái máy che gì kêu hết rồi. Rồi ok thôi cả nhà, em quay tới cái đoạn này nữa. Bây giờ em đi ra đường cầu lầu này ha. Cầu lầu này rồi. Một chiều rồi. Cái hoa giấy nè. Trời ơi, hai cái chồng hoa giấy nè. Con quay hết luôn rồi. Ôi, cái chồng hoa giấy to luôn. Úi xời. À. Ô đường này hay quá, ngày xưa làm gì có con đường đi này. Ra cọ, đi ra đường gì? Lý Thái Tổ. Lý Thái Tổ hả? Ừ. Bờ sông, qua bờ sông rồi. Qua, đường đẹp dữ. Hình như nó có bờ sông cả bên kia nữa. Bên kia cũng có nữa. Đúng không? Có hướng bên kia là đi lên, đi vòng lên trên. Trên phường 9 đúng không? Phường 9, phường 3. Rồi, đây là cầu lầu hả? Không biết cầu gì nữa. Đúng không? Ủa vậy hướng đó sao rẽ qua ta? Quẹo phải, nãy xuống dốc cầu quá, quẹo phải. Ủa vậy hả? Ok, ok, rồi, ok. Rồi, cả nhà, bye bye cả nhà đây nha. Để em quẹo đây để em... Để em quẹo đây để em... Không phải, trên kia. Gần như kia mới quẹo qua được. Bye bye nha. Ok, bye cả nhà, bye bye cả nhà.